Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kinh doanh Tiêu Dùng. Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu với anh em một con khoan Stanley nữa. Đó là con Stanley 101. Đây là một cái con khoan rất là nhỏ gọn nè, giá rẻ, cơ bản. Và đặc biệt, dù giá rất là rẻ nhưng mà nó có chỉnh tóc. Đây là một tính năng mà Thành rất là thích. Không có nhiều con khoan ở tầm giá này có cái chức năng chỉnh tóc này đâu nhé. Cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi xem nhé. Khi mua máy về thì anh em sẽ thấy nó được đựng trong cái hộp giấy như thế này ha. Và ở trong mở ra thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành ở đây. Anh em nhớ đọc nha, có tiếng Việt trong. Nữa là chúng ta có một cái thân máy và ở phía chuôi này chúng ta có một cái đầu vặn mũi khoan. Đó là tất cả những gì chúng ta có trong hộp. Rất là cơ bản. Và con khoan này thì được bảo hành chính hãng tới 2 năm. Mức giá của nó rơi vào tầm đâu đó tầm khoảng 670 ngàn nha anh em. Rất là dễ chịu. Khi mua con khoan này á, thì anh em nhớ phải kiểm tra tem chống giả ở trên thân máy. Sẽ có chỗ để anh em cào lấy số series kích hoạt bảo hành. Và khi mua thì hãy mua những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, cũng như là không mua lầm hàng giả hàng nhái. Một trong những địa chỉ uy tín là Kênh Tiêu Dùng. Thiết kế của máy thì rất là đơn giản và gọn gàng nha anh em. Máy nặng tầm đâu đó cỡ 1,3 kg. Chiều dài dây khoảng 2 mét. Và máy thì được làm từ chất liệu nhựa ABS và gia công rất là tốt nha anh em, không có những cái chi tiết nhựa thừa. Về cấu tạo của máy thì anh em sẽ nhìn thấy có một cái cò điều tóc ở đây. Ở trên cái cò chúng ta sẽ có một cái núm để mà chỉnh tốc độ tối đa. Rất là tiện ha. Cái này nó sẽ phát huy tác dụng nếu như mà anh em muốn điều chỉnh cái tốc độ và cái lực của máy để mà làm những mục đích khác nhau. Lên trên nữa chúng ta sẽ có một cái lẫy đổi chiều, khoan ra khoan vô. Bên đây thì một cái nút giữ cò. Và tới trước thì chúng ta có một cái đầu vặn. Đầu vặn này thì được làm rất là chắc chắn ha. Chất lượng gia công rất là tốt và đầu vặn này kẹp được từ 1.5 tới 10 mm. Con khoan này có công suất 400W, tốc độ tối đa tới 2.700 vòng trên 1 phút. Khả năng khoan sắt tối đa là 10 mm và khoan gỗ tối đa là 20 mm. Đầu tiên Thành sẽ test thử khoan gỗ nha anh em. Đây là một cái mũi phi 20 nè, 20 ly nhé. Wow, xuống rất là ngọt luôn nha anh em, rất là dễ dàng luôn. Tiếp theo Thành sẽ khoan thép nè, một miếng thép dày 1 cm và sẽ dùng một cái mũi 8 mm. Vô được một nửa rồi nè anh em. Anh em nhớ giải nhiệt nhé. Anh em có thể thấy nè, nhờ cái núm chỉnh tốc độ này mà chúng ta có thể khoan rất là dễ chịu ha. Anh em chỉnh tốc độ phù hợp sẽ anh em khoan. Đây, tốc độ khoan cũng rất là nhanh, rất là tốt ha. Đối với con máy khoan này thì bắn tôm hay là vặn vít, vặn tắc kê này cái thứ là rất là dễ dàng nha anh em, vô tư luôn. Nếu như anh em cần một con khoan cơ bản có thể khoan sắt, khoan gỗ, bắn tôm, vặn ốc vít thì anh em có thể cân nhắc con này với một cái tầm giá rất là dễ chịu và bảo hành chính hãng 2 năm. Nếu như anh em muốn mua cái máy này thì anh em có thể đặt hàng ở trên website của Kênh Nối Tiêu Dùng. Hoặc đơn giản hơn nữa, anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, nhân viên tư vấn sẽ gọi lại cho anh em. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì anh em không phải lo, bởi vì 100% là hàng chính hãng và ship hàng toàn quốc. Ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Nếu như anh em muốn xem hàng trực tiếp, test hàng trước khi mua thì anh em có thể tới 106 Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Đây chính là địa chỉ showroom trưng bày máy móc và anh em có thể tới xem hàng, test hàng thoải mái trước khi mua. Không mua cũng không sao, mua thì càng vui ha anh em. Cuối cùng cảm ơn anh em đã xem hết clip này và đừng quên cho một like. Cũng như nếu như chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào sắp tới của kênh Tiêu Dùng. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip sau.